ăn đi. Em đâu biết đâu mày. Ăn ơi, cái gì vậy? Em đâu biết đâu anh đâu. Mày lấy tay đỡ mà. Lấy tay đỡ. Trời ơi. Nếu không là chúng chị rồi. Mày ăn đi. Bà đưa tay ra đỡ. Kiệt ơi, hàng rào chơi bằng tay là penalty và Puka sẽ là thủ môn. Trời ơi. Sẽ là thủ môn. Trời ơi. Bù cái mặt à bù. Chết. Trời ơi. Trời ơi. Không sao. Vòng ba đổi chơi. Wow, kìa, cô kêu kìa. Ngày hôm nay, thử thách của các chiến binh Tí Hon mang tên trận đấu của môn thể thao vua, đó là bóng đá. Ngay bây giờ là sự xuất hiện của khách mời vô cùng đặc biệt. Khi nhắc đến tên, tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều yêu mến. Hãy cùng chào đón danh thủ Hồng Sơn. Chúng tôi đã mời đến đây danh thủ bóng đá Hồng Sơn, cầu thủ tài hoa của Việt Nam, được biết đến với kỹ thuật rê bóng lắc léo và sút phạt đỉnh cao. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi có một thử thách dành cho anh cùng 6 đội trưởng. Thử thách như sau, các đội trưởng là những hàng rào chắn. Danh thủ Hồng Sơn hãy đá bóng qua hàng rào chắn. Nếu 3 trên 3 quả thành công, danh thủ Hồng Sơn sẽ giành chiến thắng và các đội trưởng sẽ phải chịu hình phạt của chương trình. Ngược lại, nếu anh Hồng Sơn không vượt qua thử thách, anh sẽ phải chịu hình phạt của chương trình. Yes, mình được đá banh với anh Hồng Sơn. Đâu, mình làm hàng rào với anh đá. Mình làm việc đá với anh tôi. Anh không nghe hả? Anh đứng anh làm cái khung thành, anh không nghe hả? Làm cái hàng rào. Trời ơi. Không được cái khung thành nữa. Thì đó. Ủa, tôi tưởng tôi được kiếp đá banh với anh rồi, tôi là kiếp hàng rào hả? Các anh chị đứng vô đi ạ. Hàng rào. Anh Sơn cho em hỏi được không anh Sơn? Có bao giờ mà nằm ở đây là bị vô mặt chưa anh? Có. Không, này vừa hàng trên tôi nhảy lên cái anh xuất phạt xà cái là vô mặt thôi. Trời ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi tôi nghĩ là Phước nên học vị trí đó hơn. Em nghĩ là có thể mình không cần cái vị trí này đâu. Chuẩn bị chưa? Dạ, rồi chuẩn bị kìa. Anh ơi, anh Thuận chân nào vậy anh? Hai chân. Anh Thuận hai chân. Em là nhỏ nhất ở dưới này. Chó nè. Từ từ anh ơi, cậu Phước là phiền. Khoan từ từ anh. Anh cứ đá lên đừng có thổi, em bị hết hồn. Vô. Ồ, cãi được. Em đâu biết đâu mày. Ăn ơi, cái gì vậy? Em đâu biết đá banh đâu. Mày lấy tay đỡ mà. Lấy tay đỡ. Trời ơi. Nếu không là chúng chị rồi. Penalty. Bà đưa tay ra đỡ.
Kiệt ơi, hàng rào chơi bằng tay là penalty và Buka sẽ là thủ môn. Trời ơi. Sẽ là thủ môn. Trời ơi. Bù, bù cái mặt à bù. Chết, chết, chết. Chết lên. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không sao, không sao. Yeah. Yeah. Sao, sao, sao. Sao nói vậy hiểu à. Trại thứ hai. Rồi, 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 để em xếp hàng rào. Rồi, rồi, ok, 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 ok. Chị vô, 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 vô. Rồi, chừa phước đó nha. Để cắn thì anh xỉa góc này nè, hiểu không? Đó là nằm xuống đó nha. Gạt ta chứ gì, ai cũng đang gạt ta. Thôi, khoan, 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 xếp lại một cái. Em phải nằm dài ra. Nằm dài ra. Ừ. Vòng qua, vòng qua, vòng qua. Thắng rồi đó. Đó, đó, đó. Với cái góc này, với góc này thì là Hồng Sơn sẽ nhằm vào cái người thứ đứng thứ hai để bóng nó cuộn vào, tức là chỗ ví dạ. Dạ. Thử thách này quá dễ với anh Hồng Sơn. Quá nhanh, quá nhanh. Tôi muốn có thêm một thủ môn ở trong khung thành để tăng độ khó cho anh Hồng Sơn ạ. Lời đề nghị chấp nhận cho một bạn cầu thủ Chiến binh Tí Hon làm thủ môn. À nhưng mà thủ môn hả? Thôi. Thôi ơi. Đức, 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 Đức vô. Rồi Đức ơi, rồi Đức. Đức vô con. Giờ làm thủ môn. Trời Đức, con được chụp bóng của danh thủ luôn nha. Cố lên con. Yeah. Anh hãy đợi đấy. Em sẽ che lại cho đủ chứ. Đây nè, ở giữa là sẽ bị ăn nhiều nhất á, cho nên là nam vô giữa đi, nữ ra ngoài. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ôi, ôi, ôi. Ôi, ôi. Đã nghiêng về phía 6 đội trưởng của Chiến binh Tí Hon, đồng nghĩa với việc danh thủ Hồng Sơn sẽ phải chịu hình phạt của chương trình. Chúng tôi sẽ công bố hình phạt ngay khi trận đấu đầu tiên bắt đầu. Để xác định được đội vào đá thẳng ở trận chung kết, ban tổ chức đã tạo ra một thử thách dành cho các đội trưởng. Và hai đội trưởng của đội Tắc Kè Hoa đã xuất sắc ghi được 2 trên tổng số 3 bàn thắng. Như vậy, các chiến binh Tí Hon của đội Tắc Kè Hoa sẽ được đi thẳng vào trận đấu chung kết. Ngay sau đây, mời quý vị khán giả đến với thời gian bàn luận chiến thuật trước trận đấu bán kết của đội Kiến Càng và đội Mèo Ngâu. Bảo, An Bình ở đây, Lâm Anh với Khánh. Nhưng mà Khánh con không được chạy sau lưng Lâm Anh, con phải chạy song song với Lâm Anh. Con chạy trước Lâm Anh. Chạy trước cũng được. Bạn Kem sẽ ra sân trước, nên bạn Kem sẽ ở vị trí ở giữa gần gần tiền vệ. Các bạn tiền đạo cố gắng. Kem chơi được không ta? Tại vì buộc lòng tất cả mọi người phải chơi, các bạn đều phải ra sân hết, nên á năm bạn đầu Minh Hai một lát rồi phải ra. Nghe đạo của con phải cố gắng lên. Nhìn Minh Hai kìa. Minh Hanh ơi, con đi đâu vậy? Con về đây. Rồi, cô dặn nè, khi mà mình chơi á, mình tuyệt đối mình không có nắm bạn hay kéo bạn. Mình có thể không thắng nhưng mình phải chơi thật là đẹp, biết không? Mình có thể không thắng nhưng mình chơi thật là đẹp. Nếu mà thắng thì tuyệt vời, nói gì nữa đúng không? Tất cả mọi người đều phải cố gắng. Đi đâu đây? Cái này cái gì đây? Cố lên. Cố lên.
1 kiếm càng tám sao.